Xin chào tất cả các bạn. Trước khi vào video, bạn nhớ một like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu các bạn tham gia một dự án có tên là Money. Đây là dự án của DeFi các bạn. Thì để tham gia dự án này, các bạn click phần link mô tả dưới video bên trong start chatbot. Rồi, mình sẽ get được 30 token MXD nữa, của khoảng 10 USDT đó. Nhiệm vụ đầu tiên, các bạn follow Twitter nữa. Trên Twitter nữa bạn theo dõi nha bạn, sau đó bạn mới đáp lên tiếp tục cho những group mình sẽ lời follow minimum Instagram nữa các bạn, follow minimum thì được không các bạn? Ok, minimum lo được, mình sợ nó chặn cái UID Việt Nam mình nên mất cộng park IP nữa. Giờ bắt đáp lên các bạn, rồi cho tiếp mình group mình sẽ lời nữa. Khi vào mình group xong các bạn bấm vào website nha bạn, các bạn chép vào website nữa cái. Đây là của sàn dApp của nó các bạn, sau này nó cho cái sàn cho các bạn swap sàn dApp nó các bạn. Rồi. Tiếp tục các bạn sẽ tiếp kênh seller. Rồi, tiếp tục follow Facebook nữa. Trên Facebook thì bạn thích nghe không? Các bạn bắt đáp lên. Tiếp tục follow Instagram nữa. Trên Instagram bạn theo dõi các bạn, sau đó bạn bấm đập lên, bấm nút chat, sau đó bấm verify nè, bạn lưu chat đó Google Bot nè, B5i ZB. Tiếp tục bạn lên username Telegram, bạn đã xoắn dòi gấp nè. Máy mình mới mua mà sao kỹ ta, nó bấm sao mà nó chậm quá. Tiếp tục mình gửi đường link profile tại Twitter mình nha các bạn. Đấy. Thì các bạn mở tại Twitter mình gánh. Các bạn nhấp vào ba gánh cùng, nhấp vào một hồ sơ, nhấp vào ba gánh cùng, nhấp vào chia sẻ. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết này. Rồi các bạn gửi lên cho bot này. Đâu con bot nó tiêu luôn. Sau đó các bạn gửi đường link profile Facebook các bạn, submit you profile Facebook đâu người ta, thì các bạn mở Facebook mình ra các bạn, rồi các bạn nhấp vào anh avatar của mình, các bạn nhấp ba anh cùng, các bạn nhấp vào chia sẻ nè, các bạn sao chép đường liên kết Facebook mình nha các bạn, gửi lên cho bot nè. Tiếp tục submit đường link profile minimum thì các bạn vô nhật ký để follow minimum đâu ta, đây nè, rồi các bạn nhấp vào anh đen đen nha các bạn, rồi bạn nhấp vào anh avatar của mình nè, nhấp vào trang cá nhân của mình nè, rồi các bạn nhấp vào ba cánh cùng nè, các bạn sao chép đường link minimum nè. Rồi các bạn gửi lên cho bot nè. Tiếp tục các bạn submit địa chỉ với BNB sẽ mang trên BET20 trên YouTube Collect nha các bạn. Thì các bạn copy địa chỉ BNB mà nè, các bạn gửi lên cho bot. Rồi tiếp tục các bạn duyệt nên ghép mình chia sẻ trong bè và người thân để kiếm tôi cần các bạn. Ai góp này nó sẽ end vào ngày 10 tháng 8 và phân phối vào ngày 18 tháng 10 năm 2021 nè. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.